Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa đưa ra thống kê về tình hình tiêm chủng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đáng lưu ý, hầu hết các loại vaccine này chưa đạt tiến độ. Bộ Y tế cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tiêm chủng hầu hết các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng chưa đạt tiến độ. Chỉ có vaccine phòng lao, vaccine sởi và vaccine DPT đạt tiến độ theo kế hoạch. Hiện tại, chương trình tiêm chủng mở rộng đang triển khai tiêm chủng vaccine để phòng 11 bệnh truyền nhiễm phổ biến nguy hiểm, bao gồm viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do Haemophilus influenza type B, sởi, viêm não Nhật Bản B, rubella và tiêu chảy do virus rota. Trong kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2025 vừa ban hành, Bộ Y tế cho biết chỉ tiêu đặt ra đối với 11 loại vaccine trong năm 2024 là đạt tỷ lệ tiêm từ trên 90% đến trên 95%. Tuy nhiên, hiện chỉ có 3 loại vaccine là lao, sởi và DPT, bạch hầu, ho gà, uốn ván đạt tiến độ với tỷ lệ tiêm chủng từ trên 39% đến trên 40% trong 5 tháng đầu năm nay. Đối với tỷ lệ tiêm vaccine 5 trong 1 có thành phần bạch hầu và ho gà cho trẻ từ 2, 3 và 4 tháng tuổi đạt 36,8% so với chỉ tiêu 37,3%. Tương tự, tỷ lệ tiêm các vaccine còn lại như phòng viêm gan B sơ sinh trong 24 giờ đầu, vaccine viêm não, vaccine sởi rubella chỉ đạt từ 26,5% đến hơn 36% đều chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ ngày 1 tháng 8 tới đây, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Để có thể đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước, sẽ phải thực hiện trình tự gồm 7 bước theo hướng dẫn trên ứng dụng VNEID hoặc cổng dịch vụ công. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc trên VNEID chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ, bao gồm giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe và giấy tờ của xe. Việc cấp biển số xe định danh lần đầu và chứng nhận đăng ký xe được thực hiện không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cấp lại biển số định danh, biển đấu giá và chứng nhận đăng ký xe thực hiện không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Vào trưa ngày 18 tháng 7, tại Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Innotech, khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức bữa cơm công đoàn cho toàn thể công nhân, người lao động trị giá 100.000 đồng một suất cho hơn 4.000 lao động. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Innotech là đơn vị đầu tiên trong Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng triển khai thí điểm bữa cơm công đoàn, và cũng là đơn vị có suất cơm công đoàn giá trị nhất, 100.000 đồng một suất. Mỗi suất gồm 2 món mặn, 2 món rau, cơm, canh, hoa quả tráng miệng và nước ngọt. Liên đoàn Lao động Hải Phòng mong muốn người lao động được hưởng bữa ăn ngon miệng, luôn tin tưởng vào sự chăm lo, bảo vệ của tổ chức công đoàn, cũng như sự quan tâm của doanh nghiệp. Từ đó hăng hái lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của đơn vị và doanh nghiệp. Bữa cơm công đoàn sẽ được tổ chức ở 100% công đoàn cơ sở trực thuộc, với suất ăn dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng. Đến ngày 26 tháng 7, các công đoàn cơ sở sẽ đồng loạt triển khai bữa cơm công đoàn. Với chương trình hành động Vinamilk hướng đến Net Zero 2050, Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á được vinh danh tại hạng mục Green Leadership hay còn gọi là lãnh đạo xanh tại Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á. Năm 2024, Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề Xây dựng tương lai bền vững theo chiến lược ESG, nhằm nhấn mạnh sự quan trọng của kinh doanh bền vững, áp dụng ESG một cách thực tiễn và tạo ra một tương lai bền vững hơn. Trong lần đầu tiên tham gia giải thưởng, Vinamilk đã được vinh danh trong hạng mục Green Leadership, lãnh đạo xanh. Với những chiến lược và nỗ lực thực hiện mục tiêu Net Zero 2050 và là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á nhận giải trong hạng mục này, năm nay, vấn đề biến đổi khí hậu, Net Zero là một trong những chủ đề nóng hổi được đặc biệt quan tâm. Đó cũng là lý do hạng mục lãnh đạo xanh được xây dựng theo các tiêu chí như sử dụng tài nguyên hiệu quả, biện pháp giảm thiểu khí thải, ứng dụng công nghệ xanh và sáng kiến phát triển bền vững. Qua đó, vinh danh các doanh nghiệp của châu Á có nhiều thực hành điển hình và nổi bật về chiến lược phát triển bền vững. Chương trình hành động Vinamilk hướng đến Net Zero 2050 được công bố vào năm 2023. Trong đó nhấn mạnh cam kết và lộ trình tiến đến mục tiêu phát thải ròng bằng không Net Zero vào năm 2050. Trong năm đầu tiên sau khi khởi động lộ trình, kết quả bước đầu của Vinamilk có thể kể đến việc sở hữu 3 đơn vị đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế.
tổng lượng khí thải được Vinamilk trung hòa là 21.000 tấn CO2, tương đương hơn 2 triệu cây xanh được trồng. Thưa quý vị, kinh doanh thực phẩm online đang ngày càng phát triển và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người tiêu dùng. Thế nhưng để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hình thức kinh doanh này đang là vấn đề đặt ra đối với các cơ quan chức năng. Khi các nền tảng số phát triển thì các mặt hàng thực phẩm cũng ngày càng xuất hiện nhiều trên các website thương mại điện tử bán hàng, ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử trên các thiết bị di động. Hiện có hơn 50.300 website thương mại điện tử bán hàng, trong đó có khoảng hơn 5.660 website có bán thực phẩm đồ uống. Trên cái cơ sở mà các cái cơ quan điều tra, ví dụ như công an, ví dụ như là quản lý thị trường thì họ sẽ có những cái phát hiện và tiếp nhận được những cái phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng cũng như là doanh nghiệp thì họ sẽ chuyển những cái thông tin đến với Cục Thương mại Điện tử và chúng tôi sẽ là cái đơn vị mà yêu cầu sự phối hợp của các cái chủ nền tảng, các chủ của cái sàn đó để gỡ bỏ thông tin và trường hợp mà nó nằm ngoài phạm vi của xử phạt hành chính thì cũng có thể yêu cầu chuyển cho các cái đơn cơ quan xử lý hình sự tùy cái mức độ của vi phạm của hành vi. Việc mua bán thực phẩm online chủ yếu được thực hiện dựa trên niềm tin giữa người bán và người mua. Điều đáng nói, việc kinh doanh này đa phần là nhỏ lẻ, hầu hết không có giấy phép. Nhiều loại thực phẩm được giao bán theo kiểu nhà làm nên không có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm. Những cái người bán hàng họ vẫn phải tự chịu trách nhiệm đối với những cái sản phẩm mình bán ra. Nó liên quan đến an toàn thực phẩm thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tính mạng của con người và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái xã hội cũng như là uy tín của chính cái doanh nghiệp của mình. Và những cái chủ sàn ấy, khi mà họ cho phép những cái người bán là những cái người mà kinh doanh các cái mặt hàng thực phẩm này thì phải cực kỳ là cẩn thận và lưu ý đối với những cái văn bản pháp luật hiện hành. Đặc biệt là những cái loại hình thực phẩm mà mới được quy định tại những cái luật hướng dẫn luật an toàn thực phẩm. Năm 2023, Cục Thương mại Đầu tư và Kỹ thuật số đã gỡ bỏ hơn 17.000 sản phẩm và chặn gần 6.000 gian hàng vi phạm. 6 tháng đầu năm 2024, rà soát và gỡ bỏ gần 400 sản phẩm, trong đó chủ yếu là các sản phẩm đông y, mỹ phẩm. Chiều ngày 18 tháng 7, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8 trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Góp ý vào dự thảo báo cáo Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, các đại biểu mong muốn trong nhiệm kỳ 2024-2029, tổ chức hội có những phương thức tuyên truyền đa dạng, thích ứng với thời kỳ bùng nổ thông tin, có các kênh thông tin riêng cũng như dùng các kênh của ca sĩ, diễn viên, y bác sĩ nổi tiếng để lan tỏa cái đẹp tới đông đảo thanh niên, xây dựng chương trình hội nhập nâng cao ngoại ngữ riêng cho thanh niên như cuộc thi tranh biện thanh niên, có sự kết nối với thanh niên quốc tế cũng như thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, triển khai đề án liên quan đến văn hóa về vai trò của thanh niên trong việc tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp hiện đại giai đoạn 2024-2029. Vừa qua tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức chương trình học bổng và giải thưởng chắp cánh ước mơ cho học sinh khó khăn. Chương trình đã trao 100 suất học bổng 4 triệu đồng trên suất cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và 16 giải thưởng cho tác giả viết bài giới thiệu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tại 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long với tổng kinh phí khoảng 430 triệu đồng do Trường Đại học Văn Hiến tài trợ. Chương trình là cầu nối cho các nhà hảo tâm, đem lại giá trị kết nối, đồng cảm, sẻ chia và lan tỏa giá trị nhân văn với thế hệ trẻ còn khó khăn. Nhân dịp này, Trường Đại học Văn Hiến dành tặng 120 suất học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Văn Hiến và Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn với tổng kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng và giải thưởng chắp cánh ước mơ sẽ được tổ chức trong 3 năm với tổng trị giá 19,3 tỷ đồng dành cho các khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Trung. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Nai có nhiều địa phương nổi tiếng về trồng cây ăn trái và đang có hướng đi mới là kết hợp với du lịch. Xu hướng này bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập của người dân và nâng cao giá trị cây nông nghiệp.
Đồng Nai hiện có nhiều vườn cây ăn trái hình thành từ những vùng chuyên canh, từ vài trăm đến hàng ngàn hecta. Các địa phương cũng đã bắt đầu chú ý đến phát triển du lịch sinh thái vườn. Thời gian qua, một số nhà vườn ở Đồng Nai khai thác du lịch vườn đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Được thưởng thức những loại trái cây ở một trong những cái khu vực mà nông thôn mà được xem là rất là xanh sạch như thế này, cảm giác rất hài lòng. Sau chuyến farm trip lần này, tôi nghĩ là sẽ kết hợp với phòng kinh doanh để làm ra một cái chương trình, hy vọng rằng là sẽ nhân rộng cái mô hình này để cho những cái bà con nông dân ở huyện Xuân Lộc của chúng ta phát triển về cái mô hình du lịch nhà vườn, đặc biệt là những cái vườn chôm chôm, những vườn sầu riêng, măng cục, vân vân. Dựa vào lợi thế các vùng đặc sản trái cây ngon, nhiều địa phương của tỉnh đang tập trung phát triển mô hình du lịch vườn, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với nông dân để hình thành nên những làng du lịch vườn thực sự là điểm đến hấp dẫn du khách. Khách du lịch đến đây thì ngoài trải nghiệm vườn xanh mát rồi không gian thoải mái rộng thì họ cũng thích thú với những cái cây trồng mới và cách làm hữu cơ, bảo vệ người tiêu dùng và góp phần bảo vệ môi trường. Mình đến một địa phương gì đó thì mình phải được hưởng thụ những cái sản phẩm tại địa phương. Nói chung là những trái cây gì, những cái gì ở trồng ở trong đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó để tạo lên một cái món ăn. Tuy dân dã nhưng mà cảm thấy kích thích lạ cho khách hàng. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã có nhiều chương trình xúc tiến và kết nối với là thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức các chương trình giới thiệu qua các hội chợ triển lãm, giới thiệu qua các farm tour. Thông qua đó, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh đã đưa khách đến du lịch Đồng Nai nhiều hơn. Đồng Nai hiện có nhiều cơ hội khai thác du lịch vườn khi người dân ở các vùng đô thị lân cận ngày càng muốn tìm về với thiên nhiên, sinh thái. Do đó, tỉnh cần có nhiều chính sách thu hút, khuyến khích người nông dân làm du lịch, cũng như có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thưa quý vị, từ ngày khởi công dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô vào tháng 6 năm 2023 đến nay, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh vừa tiếp tục giải phóng mặt bằng, vừa tổ chức thi công trên toàn tuyến. Tuy nhiên, theo ghi nhận trên báo Nhân dân, tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo do một số khu vực chưa giải phóng mặt bằng xong. Hiện nay, cả ba địa phương đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2024, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành đường song hành của dự án vào quý 4 năm 2025. Giá điện là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm trong thời gian qua vì ảnh hưởng tác động trực tiếp đến từng người dân doanh nghiệp liên quan ổn định thị trường. Trong bối cảnh EVN lỗ tới 26.700 tỷ đồng trong năm 2023, một số ý kiến lo ngại giá điện có thể tiếp tục được điều chỉnh tăng trong thời gian tới. Trao đổi với báo Lao động, ý kiến chuyên gia cho rằng cần hết sức thận trọng và tính toán kỹ lưỡng về vấn đề tăng giá điện, cần phải xem nền kinh tế và người dân có chịu đựng được việc tăng giá điện lần thứ 3 hay không. Đồng thời, EVN cần công khai, minh bạch các khoản thu, chi, giá điện mua vào và giá bán ra. Qua đó, người tiêu dùng sẽ hiểu được nguyên nhân vì sao cần phải điều chỉnh giá điện. Theo bài viết trên báo Tuổi Trẻ, trong khi kiến nghị áp dụng biện pháp điều tra chống bán phá giá đối với thép cán nóng từ Trung Quốc và Ấn Độ vào Việt Nam vẫn đang được xem xét, thì hàng nhập từ các thị trường này vẫn tiếp tục ồ ạt vào Việt Nam, đe dọa ngành sản xuất trong nước. Vì vậy, để bảo vệ ngành sản xuất trong nước và xây dựng ngành thép phát triển đồng bộ, khép kín từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn, nhà nước cần tăng cường áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và biện pháp kỹ thuật trước sự gia tăng đột biến của thép nhập khẩu, với nguy cơ bán phá giá, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành sản xuất thép trong nước. Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày hôm nay có bài viết Tăng lương cơ sở, sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh. Được nâng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhưng nhiều cán bộ, công chức, viên chức chưa kịp mừng đã phải đối mặt với việc mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tăng lên. Thực tế này đòi hỏi sự điều chỉnh luật thuế thu nhập cá nhân nhằm đảm bảo mục đích, ý nghĩa của việc tăng lương. Nhiều ý kiến từ chuyên gia, đại biểu Quốc hội cũng đã chỉ ra rằng mức giảm trừ gia cảnh hiện nay không phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Việc duy trì quá lâu mức giảm trừ như hiện nay khiến đời sống của người nộp thuế khó lòng nâng cao. Thành phố Hà Nội hiện có hai hệ thống sông chính là sông Hồng và sông Thái Bình, với 7 con sông chảy qua địa bàn. Cùng với hệ thống sông và đê điều là diện tích đất bãi sông, bãi nổi trên các dòng sông khá lớn, có quy mô khác nhau.
Luật Thủ đô năm 2024 đã tạo khung khổ pháp lý mới, đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh mới là vừa bảo đảm phòng chống thiên tai, vừa phát triển kinh tế xã hội và sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, vấn đề quan trọng hiện nay là các địa phương nằm trong diện này cần sớm tuyên truyền cho người dân hiểu và đồng thuận, từ đó có định hướng khảo sát, đánh giá diện trạng để áp dụng khi luật chính thức có hiệu lực. Theo thông tin trên báo Đại đoàn kết, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục gia tăng mạnh từ tháng 5 đến nay. So với cùng kỳ năm ngoái, số lợn mắc bệnh và phải tiêu hủy do dịch hiện cao gấp gần 4 lần. Số ổ dịch cũng tăng cao gấp gần 3 lần. Hiện cả nước có 346 ổ dịch thuộc 89 huyện của 25 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, mặc dù đã có vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, nhưng các địa phương và người dân chăn nuôi vẫn chưa vào cuộc rốt ráo để tiêm phòng cho đàn lợn. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chăn nuôi vẫn còn tâm lý giấu dịch. Những ngày qua, theo ghi nhận trên báo Tiền Phong, người tham gia giao thông trên cả nước rất bất ngờ trước thông tin thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu thực hiện thí điểm bỏ pha đèn đếm ngược thời gian ở một số nút giao thông. Lý giải cho việc này, đại diện Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức cho rằng chu kỳ đèn đếm ngược không phù hợp với lưu lượng phương tiện giao thông, dẫn đến người dân phải chờ đợi lâu, khiến một số người vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, liên hệ thực tiễn ở các nút giao thông lớn tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 1 cho biết, ngoài giúp người dân chủ động đi lại, giảm căng thẳng, các nút đèn có pha đếm ngược còn giúp cảnh sát giao thông chủ động điều tiết giao thông đi lại, nhất là vào giờ cao điểm.